Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đến 17 giờ ngày 10 tháng 10, các lực lượng cứu hộ địa phương đã rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Đủ, xã Phúc Khánh sau một tháng xảy ra thảm họa lũ quét và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Gần 200 người thuộc các lực lượng cứu hộ địa phương và máy móc đã rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm 7 thi thể còn lại. Quyết định này đã được lực lượng chức năng chính quyền địa phương thông báo với người dân trong cuộc họp diễn ra vào chiều 10 tháng 10. Trước đó, ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra khi vùi lấp gần như toàn bộ thôn Làng Đủ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng quân khu 2 biên phòng, các đơn vị có chó nghiệp vụ, công an và dân quân địa phương đã huy động 650 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ người dân Làng Đủ. Sau 14 ngày tích cực khẩn trương tìm kiếm, ngày 4 tháng 9, lực lượng thuộc Trung đoàn 98 Sư đoàn 376 của quân khu 2 đã rút khỏi địa phương, trở về đơn vị. Công tác tìm kiếm, cứu nạn được lực lượng tại địa phương tiếp tục đảm nhận. Lực lượng tìm kiếm tại chỗ của huyện Bảo Yên và các gia đình đã tìm thấy thêm được 5 nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng lên 60 người. Còn 7 người vẫn đang mất tích trong trận lũ quét này là Hoàng Thị Thanh Phương, sinh năm 2005, Ma Thị Châu, sinh năm 1993, Lương Thị Diệu, sinh năm 1965, Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1995, Nguyễn Thị Văn, sinh năm 1970, Nguyễn Văn Viện, sinh năm 2015 và Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1966. Các lực lượng tại địa phương đã khoanh vùng, sử dụng máy xúc, máy đào sâu đến gần chục mét nhưng vẫn không phát hiện thêm nạn nhân nào. Đặc biệt, việc tìm kiếm ngày càng trở nên khó khăn khi khu vực sạt lở tiếp tục mở rộng, thời tiết diễn biến phức tạp gây gián đoạn cho công tác tìm kiếm do mưa lớn kéo theo bùn đất mới. Trong khi chờ khu tái định cư đang xây dựng, những người dân Làng Đủ được bố trí tập trung tại nơi tạm cư mới do nhà hảo tâm xây dựng với diện tích trên 2.000 m², ở cách khu vực cũ 1,5 km. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng nứt sụt lún đất xảy ra tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại thôn 56B, xã Đắc Pre xảy ra vết nứt và sụt lún đất theo hình vòng cung trên đỉnh đồi ở xã Đắc Pre. Thực tế tại hiện trường, quả đồi xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 125 m, độ sụt lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 1,5 m, độ hở vết nứt khoảng 1 m và biến dạng tại một số biến dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5 m. Trước thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân thôn 56B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang tiếp tục triển khai biện pháp khẩn cấp để ứng phó nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Nam Giang huy động lực lượng phương tiện các nguồn lực nhanh chóng sơ tán, di rời dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến, cấp phát miễn phí lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang tổ chức khảo sát, đánh giá, chọn vị trí phương án xây dựng khu tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng, lập hồ sơ thủ tục đầu tư trước mắt xây dựng phương án bố trí đất tái định cư cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang thực hiện nội dung về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 11 hộ dân của thôn 56B tại khu tái định cư mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn hỗ trợ tháo dỡ di rời tài sản của các hộ dân thôn 56B ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn và thực hiện lắp dựng lại sau khi xây dựng hoàn thành khu tái định cư. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã kiểm tra thực tế tại quả đồi, yêu cầu di dời người dân đến nơi an toàn. Bão số 3 đã đi qua được đúng một tháng, nhưng dư âm về những thiệt hại mà nó gây ra vẫn chưa thể nguôi ngoai trong mỗi chúng ta. Tỉnh Thái Nguyên trong cơn bão số 3
cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với 8 người chết, nhiều nhà cửa hoa màu, công trình dân sinh bị ngập úng, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 850 tỷ đồng. Sau trận lũ lụt lịch sử này, nhiều bài học và những giải pháp căn cơ lâu dài đã được chỉ ra. Đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho thấy, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn đạt được kết quả nhất định. Trong những ngày diễn ra bão lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 công điện, một thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá. Công tác chỉ đạo kịp thời, sát thực tế, cộng với sự vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình, hiệp đồng chặt chẽ theo phương châm 4 tại chỗ của các lực lượng và nhân dân đã góp phần giảm thiệt hại ở mức thấp nhất. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt đợt bão lũ được duy trì tốt, nhất là công tác đảm bảo an toàn quản lý vận hành các công trình thủy lợi đê điều ở những vị trí trọng điểm xung yếu. Các điểm ngập, sạt trượt, cầu tràn được kiểm tra và cảnh báo thường xuyên, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở được xử lý kịp thời, đảm bảo đi lại thông suốt, hoạt động thăm hỏi động viên hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và toàn xã hội được triển khai bài bản kịp thời, minh bạch, góp phần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Thực tế cho thấy, công tác thông tin dự báo, cảnh báo, diễn biến bão lũ tuy đã được quan tâm nhưng vẫn có thời điểm chưa sát với tình hình thực tế. Về quản lý thông tin mưa lũ, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế, xuất hiện thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, tạo dư luận tâm lý hoang mang cho một bộ phận người dân. Một số đơn vị ở cơ sở thiếu quyết liệt trong di dời, chưa chủ động tích cực trong ứng phó với sự cố công trình, hồ đập, xử lý các điểm sạt lở, đặc biệt một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là, thiếu các kỹ năng ứng phó thiên tai. Khi xảy ra ngập lụt, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt cô lập, hệ thống liên lạc bị gián đoạn, mất điện dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo xử lý chính xác kịp thời các tình huống. Qua trận lũ lịch sử lần này cho thấy, ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo thống nhất thông suốt, cần phải làm tốt công tác dự tính dự báo, bám sát tình hình thực tế, chủ động từ sớm từ xa, nhất là yêu cầu về chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của các cấp các ngành, nhất là cấp cơ sở, trang bị kỹ năng cần thiết cho người dân để ứng phó trong mọi tình huống. Mặt khác, việc đầu tư phát triển hạ tầng phải gắn liền với công tác phòng chống thiên tai, cần đánh giá dự báo đầy đủ các yếu tố về địa chất, dòng chảy, tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thiên tai, cập nhật bổ sung và phương án phòng chống thiên tai hàng năm. Hiện nay, để khắc phục nhanh chóng tối đa những thiệt hại do bão số 3 gây ra, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương thực hiện hỗ trợ về nhà ở, sản xuất nông nghiệp cho người dân, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt là cho rà soát bổ sung hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình và cấp độ rủi ro thiên tai, tăng cường trang bị vật tư phương tiện và tổ chức diễn tập đảm bảo không bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tổ chức đánh giá tác động, đề xuất giải pháp điều chỉnh phương án trong quy hoạch tỉnh, quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều và các công trình phòng chống thiên tai, tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí ổn định dân cư trong các vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, đề nghị dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Iagi. Trước đó, để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngày 13 tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án xem xét chỉ đạo các trạm thu phí miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các xe chở hàng cứu trợ. Tuy nhiên, đã có không ít xe đã lợi dụng chính sách này để không mua vé khi qua trạm, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí. Để ổn định công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị kiểm soát chặt chẽ các xe thuộc đối tượng miễn phí, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí. Các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án VEC dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí kể từ 0 giờ ngày 13 tháng 10. Đối tượng miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện theo thông tư số 35/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ. Các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Quản lý và thông tư số 28/2021 của Bộ sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016.